Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhật Linh. Có thể thấy iPhone X là một chiếc smartphone đóng mắt táo đáng mua nhất hiện nay. Thiết bị hội tụ đầy đủ tất cả các tính năng để định hình thành một sản phẩm đỉnh cao và mở ra kỳ vọng đột phá cho Apple trong thời gian tới, như là nhận diện khuôn mặt Face ID, thiết kế không viền cùng cụm camera bậc nhất thế giới di động. Tuy nhiên, iPhone X có thể cũng khiến nhiều người không hài lòng, như là thiết kế mặt sau không được đẹp cho lắm, hay là cái tai thỏ gây nhức mắt, hay đơn giản là một mức giá bị đội lên đến vô lý trong vài ngày gần đây. Do đó, nhiều người sẽ có thể quay sang lựa chọn những sản phẩm khác hợp lý hơn về giá lẫn kiểu dáng, tính năng lại không hề thua kém chiếc điện thoại của Apple. Và sau đây chính là tổng hợp nhanh của Maxchannel về những lựa chọn smartphone không viền có mức giá rẻ hơn nhiều so với iPhone X, nhưng tính năng không hề thua kém trên thị trường hiện nay. Đầu tiên đó chính là Samsung Galaxy Note 8 hoặc là Galaxy S8. Thảm họa mang tên Galaxy Note 7 dường như đã lắng xuống và Galaxy Note 8 là một thiết bị cực kỳ thích hợp để Samsung lấy lại danh tiếng cho dòng phablet cao cấp nhất của họ. Galaxy Note 8 hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký nhất trong việc cạnh tranh iPhone mới của Apple, và những thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ minh chứng rõ ràng nhất. Galaxy Note 8 sẽ tiếp tục kế thừa Galaxy S8 về thiết kế cạnh cong, nhưng trong một kiểu dáng vuông vức, nam tính đậm chất doanh nhân hơn, kết hợp cùng chiếc bút S Pen quen thuộc, thứ vũ khí chủ lực giúp Galaxy Note vượt trội so với phần còn lại của thế giới phablet. Samsung Galaxy Note 8 được kỳ vọng sẽ đạt được doanh số hàng chục triệu máy và là một đòn bẩy hoàn hảo giúp Samsung giữ vững ngôi vương trong thế giới phablet chạy Android. Nếu như Galaxy Note 8 vẫn còn quá cao so với bạn thì một chiếc Galaxy S8 cũng là một sự lựa chọn tương tự nhưng mà rẻ hơn rất nhiều, nhờ không có bút S Pen cùng camera kép, nhưng chất lượng vẫn thuộc hàng tốt nhất thế giới di động. Và tiếp theo đó chính là Google Pixel 2XL hoặc là LG V30. Google thực sự đang gặp rắc rối với Pixel 2XL về những vấn đề liên quan đến chất lượng máy lẫn cách thức vận hành của họ. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn chỉ là nằm một trong số ít người dùng, với chiếc phablet mới nhất của Google vẫn là một sự lựa chọn với bên cạnh iPhone X. Pixel 2XL xứng đáng là một chiếc Android mang phong cách sử dụng khép kín tương đồng với hệ sinh thái iOS nhất hiện nay, khi dung hòa được cả những gì tinh túy độc quyền mà Google có thể làm được lên hệ điều hành này. Trong một trải nghiệm nguyên thủy, không bị tùy biến quá nhiều như là nhiều OEM khác, Pixel 2XL có thiết kế không viền khá bắt mắt, đi kèm với cụm camera đơn được đánh giá là tuyệt vời nhất thế giới Android hiện nay, nên không khó để giúp chúng ta có được một trải nghiệm sử dụng tốt trong một mức giá rẻ hơn iPhone X. Bên cạnh đó, cùng là mẫu OEM LG, nhưng bạn cũng có thể cân nhắc mẫu flagship V30 của công ty Hàn Quốc khi đem đến một thiết kế thực sự cách tân và mang cảm giác không viền rõ ràng nhất từ trước đến nay mà LG có thể làm được. Tuy nhiên, cũng tương tự như chiếc Pixel 2XL, nhiều người còn e dè khi mà mẫu flagship của LG cũng đang bị đặt nghi vấn về chất lượng màn hình. Ở vị trí số 3 đó chính là chiếc HTC U11 Plus, cũng có thể coi như là một phiên bản khác của chiếc Pixel 2XL đóng mác HTC, nhưng mà khi đến cuối cùng thì Google đã chọn LG chứ không phải là công ty Đài Loan để làm sản phẩm. Tuy nhiên, HTC vẫn khá biết cách tỏa sáng đúng lúc khi mà không cho chiếc Pixel 2XL của mình chìm vào dĩ vãng mà đã hồi sinh nó với một diện mạo hoàn toàn mới và rõ ràng là cuốn hút hơn hẳn so với sự cục mịch của Pixel 2XL. HTC U11 Plus khoác lên mình bộ cánh bóng bảy đậm chất ngôn ngữ Liquid Metal của HTC cùng với các thông số kỹ thuật tương tự nhưng mà đảm bảo một mức giá rẻ hơn rất nhiều so với iPhone X hiện tại. 4. Đó chính là Huawei Mate 10. Chiếc smartphone chủ lực của Huawei cuối năm nay cũng không ngần ngại lấy đi chính iPhone X để làm nền cho sự nổi tiếng của họ. Thậm chí Huawei còn cười khẩy lẫn đá xoáy Apple ngay khi sau sự kiện iPhone X kết thúc, là đủ thấy công ty Trung Quốc này tự tin vào sản phẩm của mình đến mức nào. Hiển nhiên là Huawei có lý do để tự tin bởi Mate 10 mang đến nhiều tính năng thuộc hàng mạnh nhất mà họ có thể có hiện nay, như là màn hình không viền khổng lồ này, phần cứng cao cấp nhất trong thế giới Android này, tích hợp AI cùng hệ thống camera được đánh giá là thuộc top di động, chỉ chịu đứng sau chiếc Pixel 2 của Google trong thế giới Android mà thôi. Nhìn chung thì chiếc Mate 10 có thể giúp Huawei tiếp tục có được hình ảnh là một hãng công nghệ đủ tầm cạnh tranh với Apple về những công nghệ mới trên điện thoại của mình, và cũng là một sự lựa chọn smartphone tốt và rẻ hơn so với mức giá hàng chục triệu đồng của iPhone X. Và cuối cùng là chiếc Xiaomi Mi Mix 2. Đây thực sự là chiếc điện thoại đầy tham vọng của Xiaomi khi mà nó không chỉ được kỳ vọng là người kế nhiệm xứng đáng cho chiếc Mi Mix đầu tiên cách đây một năm, và thậm chí công ty Trung Quốc còn có dã tâm tranh giành sự ảnh hưởng về mặt truyền thông với chiếc iPhone 8 của Apple. Khi ấn định ngày ra mắt của thiết bị là 11 tháng 9, tức là đúng một ngày trước khi ra mắt mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm của công ty Mỹ. Hiển nhiên là việc đánh bom cảm tử của Xiaomi đã bị tác dụng ngược khi nó ngay lập tức chìm nghỉm trước sự nổi tiếng của Apple. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Mi Mix 2 là một thiết bị rất đẹp với viền màn hình siêu mỏng, các thông số kỹ thuật đầu bảng cùng với mức giá được cho là tốt nhất trong số các điện thoại viền mỏng năm nay. Do đó, đây vẫn là một chiếc điện thoại đáng sở hữu bên cạnh iPhone X. Và trên đây chính là tổng hợp của Maxchannel về 5 mẫu smartphone cao cấp không viền ấn tượng nhất và đáng chọn hơn so với sự đắt đỏ của iPhone X. Bạn có chờ đợi mẫu smartphone nào trong số trên? Hãy cùng thảo luận ở phần bình luận phía dưới nhé! Mình là Nhật Linh đến từ Maxchannel. Hẹn gặp tất cả bạn lại lần sau!